À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực. Choi, mình là Choi Thiên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của chiến thần Hector để đi bảo vệ thành Choi khỏi cuộc xâm lăng của người châu Á, người Hy Lạp. Ở tập trước thì lính thành Choi mạnh thế nhỉ? Choan Finset, các hoàng tử thành Choi này. Choan War. Ôi ôi, Usman sao lại có những cái đơn vị lính vãi luyện thế này? Thành Choi được bảo vệ bởi những đơn vị quân. Ôi ôi, kinh thế. Rất là hổ báo. Thôi tạm thế, cứ biết thế đó. Paris thì nó đang vẫn ở đấy. Ôi sao cái thằng này vẫn chưa bị thẹo à? Ô, Paris bị thằng này nó bắt mất này này. Và tí mình xuống mình bắt lại cái vùng đấy. Kéo quân về á, mua quân mới. Kế hoạch của mình là bây giờ khu trên này mình tạm thế này thôi, mình không tiến thêm nữa. Để mình rút bớt quân về, có thể mình sẽ rút Asin về để mua quân đã. Còn thằng này cho đóng ở đây, đề phòng bất chắc nữa. Dù sao mình cũng lên giữ lại một tướng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cố gắng xây dựng các công trình nhà cửa đây nữa. Mình nghĩ là ưu tiên xây các công trình tăng. Điện thờ từ từ. Đây. Có để lượt sau xây. Lượt sau xem có tiền nong như nào xây tiếp. Đợt này không có việc gì để làm rồi. Chúng ta kêu gọi sự hỗ trợ của các vị thần xong rồi. Chúng ta đã gọi được lên một con xích lốp khổng lồ. Thế là đẹp trai nè. Quay to rồi. Nói chung chơi cái bản này thì các bạn nếu mà chơi lính Spy nhiều thì bạn cứ Apollo và phe Hector này, các bạn cứ Apollo và Athena mà thờ. Tại sao ấy? Bởi vì Apollo và Athena đều là một đứa thì búp cho lính Spy, một đứa thì búp cho lính thương, mà phe của chúng ta chủ yếu chơi hai cái đấy. Thanh niên này đề nghị chúng ta chiến tranh với Hector ở thành Troy. Và chi cho chúng ta ít gỗ. Từ đã. Bây giờ đây, cho là tí đồ. Đánh nhau với thằng Hector bây giờ chưa đánh nhau với thằng Asif bây giờ chưa phải là giải pháp tốt. Thanh niên này lại đòi quà. Cho mình ít tiền lấy liêm sỉ. Nói chung là những cái thằng đấy thì mình cứ liên minh của chúng ta đánh nhau với một cái thằng phe Hy Lạp này. Chơi luôn. Hiện tại chúng ta đang có một cái liên minh khá là mạnh. Chúng ta phải Hera kìa. Hoàn thành cái nhiệm vụ. Success Hera. Xây dựng công trình. Chúng ta được cái điểm hài lòng của vua Piram. Điểm hài lòng hình như là để nó chạy đua vào cái chức vụ cái vị thì phải. Mình sẽ cho quân về nhà nữa. Đi kèm theo là một thằng spy thôi, còn thằng này đóng gác đây là được rồi. Cho mấy thằng spy này đi dò thám bên này. Ở đây nó có kỵ binh này. Chúng ta có thể tuyển được kỵ binh. Vùng đất này hết rồi.
có thể tuyển được kỵ binh. Chúng ta thiếu các công trình để xây các cái đền thờ của các vị thần khác. Nói chung mỗi vị thần chúng ta, nói chung càng nhiều càng tốt, nhưng mà căn bản thì các bạn chỉ cần hai vị thần cơ bản thôi, chứ còn nhiều thì cũng có dùng hết đâu. Đây mình đang cần nâng cấp cho cái thủ phủ này, mình nâng cấp cái nhà lính này lên đã. Mấy công trình này nó tốn khá nhiều vàng nhá, các bạn cần cân nhắc, bởi vì vàng về sau này rất là tốn kém. Mình xem các công trình phía trên này đã. Đây rồi, mình đã cần update các cái công trình lên. Đấy, rất cần update. À, số lượng tài nguyên thì có hạn, xin đều thì cũng chỉ được mức độ thôi. Thanh niên này vẫn chưa lên được cấp à? À, cho nó ra ngoài đi. Cho nó ngoài để nó đi làm công vụ. Ở cung mạnh như này mà phải tuyển lại thì phí nhỉ. Đây, chúng ta sẽ nâng cấp cái nhà cung này lên để tuyển đội cung đời cuối. Đây này, đắt một tí nhưng mà nó chất. Rồi, nói chung là sau này thì mình sẽ chơi cần nhiều lính cung đấy các bạn ạ. Cung để bởi vì bên đối phương nó cũng farm nhiều lính tầm xa lắm, nên chúng ta phải chơi nhiều lính cung. Thờ thần Apollo để tăng tầm bắn cho lính cung nữa. Rồi, chúng ta sẽ tạm thời cho Asin về nhà. Đưa Bảo về nhà. Chưa lên được. Đây, ưu tiên update ra thành trước. Rồi lần sau chúng ta xây. Rồi hai cái đền này là hai cái đền thờ hai vị thần. Thần chúng ta sẽ bây giờ chúng ta đang phát triển vào thần Apollo, và sau đó là khi mà chúng ta mạnh rồi thì sẽ bắt đầu Athena. Apollo và Athena sẽ là hai vị thần mình sẽ thờ nhiều nhất. Đấy, nếu chơi đánh kiếm thì phải thờ thêm Ares, hoặc nếu mà chơi Poseidon thì nó sẽ hỗ trợ cho Chariot. Tốc độ di chuyển của Chariot à? I caught divine favor. Được rồi. Sắp có lý cung. Hector of the Shimmering Hell. Giải tán quân đội đi cho đỡ tốn gạo. Mà bọn này đứng ở đây được rồi. Ở bên này cũng có cái công trình để tuyển cung thủ mà. Mình cũng có thể tuyển cung bên này, nhưng mà mình đang về cái thành kia để
nó ra cấp 4, cấp 5 rồi thì mới lên được lính đời cuối. Sau này mình tuyển thêm mấy thằng này cho nó cho vào quân đoàn để nó giảm upkeep đúng không? Với cả nó boost cho quân nữa. Nói chung là chơi lính xịn thì đi đánh nhau nó mới đỡ vất. Á đủ. Duo Piram. Đây rồi. Đền thờ thần Apollo. Hết gỗ. Hết sạch gỗ luôn. Thành cấp 4. Thành cấp 4. Đây. Xây được công trình này. Có thể tuyển được lính kiếm à? Hector Chosen. Nhưng mà Hector Chosen với bọn này thì như nào nhỉ? Bọn này nhiều máu hơn. Hector Chosen. Bậc thầy về phòng thủ. Bọn này flank, nó là xông lên nó đánh được. Làm tí. Chơi kiếm nữa thì chúng ta sẽ còn cần phải có thêm cả thần Ares, thần chiến tranh ấy. Để búp đâu nhỉ? Đúng rồi. Ares nó búp cho lính kiếm mà. Kiếm và dìu. Ây da, thế chúng ta sẽ phải tốn khá nhiều ấy. Rồi, yên tâm đã. Chiếm cái vùng dưới này nó giao lại cho thằng ôi đá kìa. Đây rồi, tự nhiên này. Chưa lên được. Đây rồi, cấp 6 rồi. Di chuyển trên map cho đồng đội. Cộng 10 di chuyển trên map. Đấy là tấn công kẻ thù. Thằng này chủ yếu nó trừ di chuyển của đối phương hoặc tăng di chuyển cho đồng đội. Có để dành. I can make your enemies disappear. Xem tốt. I'm sure the loyal citizens will be happy to help. Có 10% tốc độ hồi máu. Gạo thì mình rất là nhiều. Chờ mỗi Hector mua thêm mấy thằng quân nữa. Cái thành chính này thì mình cần một chariot nữa cơ mà nhỉ. Hai cái vùng này phải có đủ các loại quân để mình tuyển. Không là căng lắm. Allow me to assist. Armed and ready. Cấp 5 à. Morale. Mệt mỏi. Movement Ranger của Hero quân đội.
Armor Flashing Damage cho bản thân. Fighting fit. Rồi. Cho quân về đây để tuyển lính xịn xịn đi đập nhau. Đội quân mà có thêm mấy thằng khổng lồ nó đi đập cho cũng sướng. Mấy thằng vác thằng gan ấy. Hình như mình chưa lên được cái gan đời 5. Chưa đồng minh được với thằng này. Quả táo của mối bất hòa. Đây rồi. Lên này đã. Rất nhiều gỗ mà vẫn không đủ để xây. Rất nhiều gỗ mà vẫn không đủ để xây. I fight for my city. Chờ xíu múa quân. Mấy thằng khổng lồ này thì mình chưa được chả. Mình tuyển mấy thằng khổng lồ này. Bây giờ mình đang nâng thành cấp 4. Làm sao mà lên được. Tuyển được mỗi mấy thằng khổng lồ cùi. Nó cũng không cùi lắm đâu. Nó phá nhà rất tốt đấy. Mấy 4k máu, giáp 55 mạnh mà. Troy's finest warrior. Corybantet. Corybantet. Hector thành Troy. Tập trung lực lượng mà mình dồn quân sang, mình tuyển quân nó đảm bảo một lượt thôi. Xong là mình đi đánh nhau thôi. Không phải mua sắm quân dọc đường nữa. Đấy. Mấy cái vị thần này thì cũng chưa cần phải nâng vội. Nó cần thiết lắm thì mới nâng. Đây rồi, chúng ta sẽ tiếp tục thần Apollo nhá. 330. Lên Apollo. Điểm ảnh hưởng. Phải xây dựng cả chariot nữa đấy. Bắt đầu đến thời gian đi xin đều rồi. I can't see this ending well. Cứ xin đều được. Xin đều ạ.
We have the same interests at heart. Công nghệ si đều. Hoàng xin gỗ và đá để về xây nhà. Come, friend. Hoa tử thanh choi. What words do you have for me? I'm ready to talk. À, chúng ta có thể sát nhập thằng này luôn à? Từ từ. Nếu mình sát nhập nó thì mình phải có quân mới đánh được chứ. Bọn này dưới này nó lắm quân này, chết. Hết to của thành Troy rồi. In Troy's defense. Defender of Troy. Hector of the Shimmering Helm. Prince Hector. Đây mình có thể xuống đến trước mỏ vàng này. I fight for my city. Đó, từ từ thằng đấy để lại. Thằng thấy để lại đó, từ từ đâu rồi, nó chịu sát nhập với vào mình. I can't see how this will help. Tiếp tục tặng cho nó lương thực để tăng liêm sĩ. I'm gladdened that Troy. À, thanh niên này đồng ý sát nhập vào mình này. Ôi, nếu mình sát nhập thì mình sẽ có nhiều quân lắm này. Yes, we should talk. Căng nhỉ? I'm gladdened that Troy wishes to speak. This indeed. This is a good time to talk. Mình sát nhập luôn một thằng vào rồi. Troy's words should be heeded. Thanh niên này nhiều gỗ lắm. Sát nhập được rồi. Bọn này phe Hy Lạp không sát nhập được. Don't you Trojans have business elsewhere? Cho nó tí tiền để nó tăng liêm sĩ. Troy must be getting desperate. Wish I could do. Speak as to a friend. Perfect. I guess I should listen to Troy. Rồi, tăng liêm sĩ đã. Chúng ta đã kiểm soát toàn bộ được cái province ở phía nam này rồi. Ai già, xây cái này làm cái gì, chơi điểm ảnh hưởng này. Oh, hết tiền của mình. Bây giờ mình lại tự dưng kiểm soát một đống công trình này đây. À đây có đá này. Sắp lại phải đánh nhau với con người chim rồi. Sao lại phải tiến sang đây, sát nhập thằng này nữa để có cái đảo này luôn à? Ai à, thôi. Một mình Asin làm được hơi nhiều việc đó. À Hector làm được hơi nhiều việc đó. Your support.
Đây có cái mỏ vàng nữa. Vàng đây hết chữ lượng rồi. Amazon ở phía Nam à? Ôi bọn này chúng nó trèo sẵn tận bờ mình đây rồi này. Này. Hector sẽ còn rất lan dại này. Troy's finest warrior. Okay. À, được luôn cái vùng này có thể tuyển được con Happy này. Ngon quá. Này đập đi. Xây cái này giảm happiness đập đi. Rồi ok. Còn cái vùng bên này có thằng nào chiếm của mình nữa mà. À, lại ổn rồi. Thôi qua lượt đã. Hết tài nguyên rồi. Ôi, Paris yếu thế. Nó sáp nhập phát được thằng chư hầu. Thế là mình thống nhất được một số lãnh vùng lãnh thổ. Mình cần sáp nhập thêm một số vùng nữa. Cái này thì chúng ta sẽ nhận được gạo hay là cái gì đây? Hỗ trợ từ góc vị thần. Mình sẽ cần góc vị thần hơn. Tăng lượng đá này, nhận được này. Tốt. Vùng này thì... cứ phải có cái tháp canh. Muốn thì muốn phải có cái tháp canh. Bây giờ là mình thờ thần là Apollo có hai đền thờ rồi. Chưa này, vùng này chưa xây đền thờ này. Vùng này cũng chưa. Vùng này cũng chưa. Thế thì vùng này bây giờ chúng ta đang thờ, cần thờ Apollo. Một vùng này nữa. Còn vùng này thì Apollo rồi. Thế thôi. Vùng này thờ thần Athera. Athera. Đây là một thằng của phe Troy. Mình có thể sát nhập nó sau. Ây da, tự dưng nó chịu làm. Information is a powerful weapon. Ồ, tự dưng có thanh niên này. My knowledge of the area is on great. Accurate knowledge leads to faster. Defender of Troy. Defender of Troy. Hết gỗ. Ba công trình rồi. Có điều kiện thì xây cái này để tăng thêm phút thôi. Xây cái này thì cộng 500 kinh nghiệm cho tất cả các Garrison Burton.
trong cái Rigon này. Vẫn là cái này hay hơn. Coi để sau, vàng và gỗ vẫn còn. Tập trung xây dựng cái khu dưới này, không nó đập cho chết. Đây nữa. Vớ vẩn lại còn phải đánh nhau với cả mấy con Hoppy, à mấy con Amazon nữa. Đi. Chưa chịu sát nhập vào anh à? Cứ phải giữ liêm sỉ với các phe của thành Troy để còn sát nhập cho nó. Thần Apollo up, thần Athira up. Chỗ vực này nguy hiểm này, không xây tháp canh chết. Hết vàng rồi. Mua mấy thằng kiếm Chosen này phát nhỉ, Hector of Troy này phát. Cho nó đa dạng quân đội. Đây nữa. Một lượt nữa là mua cung. Nó còn cái thành chính này. Population surplus. Lượt sau lưng lên là để mua được cái đội lính sĩ này. Cái này là được cộng thêm 500 đá nữa này. Được sự hỗ trợ của các vị thần. Thần thánh này ăn hơi nhiều ấy. Chết, phải cho bọn này xuống đây để đốt nhà mấy thằng dưới này. Mấy con spy mình đâu hết rồi nhỉ? I can make your enemies disappear. Về đi cưng. My work requires a strong constitution. Bắt đầu cải tổ quân đội. Dùng liêm sỉ để sát nhập các vùng lãnh thổ lại vào mình. Chết rồi. Mẹ nó, cái thằng Odysseus này lần thứ hai nó đánh mình rồi đấy. Nhưng lần này chúng ta có sự hỗ trợ của thần Apollo này. Rang cờ cho các cung thủ và morale cho các đơn vị lính Spy. Tầm bắn 180. Javelin. Lần này nó không có lính cung. À, nó chỉ có lính lép lao à. Thế thì bắn chết rồi nó. Đầu tiên là hai cái thằng khổng lồ kia kìa. Khử trước, không là chết đấy. Thằng Odysseus thì mày ngứa vẩy thế nhở.
Hector của thành Troy. Trường ca Elias. Có những thằng nó có thể xin sát nhập vào mình nhưng mà mình chưa dám sát nhập, bởi vì mình sát nhập xong mình chưa có quân để bảo vệ. Đã mua quân là mình lại thích chơi quân, nó phải chất và khủng. Rồi. Đâu rồi? Thủ phủ chúng ta đặt đây à? Ngon thì cứ việc vào đây. Nó sẽ đi chủ yếu hai cổng bên này thôi. Lùi sâu tí. Đúng rồi. Nó vào được đến đây thì chắc cũng chết gần hết. Bonus thêm cho một đội Javelin đây nữa. Cứ vào đây. Nó vác lính đánh lao là mình không sợ rồi. Riêng cung thủ của mình còn đã được thần Apollo búp cho nữa. Tăng tầm bắn lên vãi trưởng luôn. Cứ vào đây, cứ vào đây, cứ vào đây. Kiểu gì nó phải đi qua hai lối này mà. Được rồi. Đứng đây nó vẫn ném được mình à? Lùi lại tí đi em. Dụ nó vào sâu sâu trong này. Your warriors have spotted hidden foes. Kệ đi mấy thằng đầu búa này không sợ. Diệt mấy thằng sling lém lao ở đó kìa. Rồi xong. Sấm sét kinh quá. Battle hardened.
Ai à? Is under attack. Nó lém mình chết nhiều thế nhỉ? Hai đội cũng phải lùi lại đi, tầm bắn của mình xa hơn nó mà. Cái gì phải đến gần ấy. Rồi. Warriors are rallying. Được rồi. Cross có phải ngoài tầm bắn. Đây. Bắn bọn này. Tắt cái hit and run này đi. Không nó chạy loạn sinh gậu hết. Khỉ thật, hit and run. Rồi, hợp lý. Hợp lý. Khử lốt mấy thằng lém lao của nó là xong, có gì đâu. Chạy rồi. Chạy hết rồi. Kinh nhỉ, mấy thằng này vẫn lì đấy. Chưa chạy à? Ồ, đứng đây, đứng đây, đứng đây. Đánh đi. Your warriors are losing heart. À, không biết lém à cưng. Đội cung thủ đâu, quay ra đây. Nó hết quân rồi. Không phải xoắn. Chạy rồi. One of your units has no more ammunition. Vẫn đánh nhau được. Rồi.
cho tớ mình về. Chết mất. Bên này cho nó chạy hết rồi đúng không? Chuyển địa bàn làm ăn. Ôi, cái thằng tướng nó bắn được mấy phát lắm. Tướng mình bỏ chạy mới máu chứ. Tăng sĩ khí lại đi, xong quay lại đi. Chạy chơ gì. Quân chưa chạy, tướng chạy. Đứng lại đi. Còn vài tháng này thì đừng có đánh nhau. Đây rồi. Ai tướng thì chạy bao giờ. Rồi, ném vào đây. Kệ bọn kia nó chạy rồi thôi. Còn tận 145 thằng cơ mà. Vào đây. Ôi, được lại đây. Còn vài thằng thôi, đừng có xông pha. Cứ để mấy thằng ném lao, thằng quẩy đá của mình nó quẩy bớt chết cho nó đi. Lính của nó xịn quá. Armor Gun Speedman, ôi. Tổ sư mấy thằng khổng lồ. Thằng nào. Nói cho tướng đứng ngoài thôi. Chết tôi bỏ xử. Ôi mấy thằng khổng lồ à. Nó vát được mấy thằng khổng lồ sao nó dọa mình kinh quá. Chạy rồi. Chạy lốt. Island Cup Warrior. Họ cho quân về trung tâm. Thằng Olystus nó đến rồi. Đội kiếm của mình vẫn còn nhiều. Vẫn đập được. Mày cứ việc vào đây. Mình có để ý nó có mấy thằng khổng lồ kinh quá, bắn chết mấy thằng khổng lồ trước thì nữa. Ok,
Nó cứ nhằm tướng mình nó ra. Nó nhằm tướng mình nó ra. Nó có một mình, không sợ. Kinh, búp nộ khí này kìa. Đội truy này có nhìn thấy tướng mà lại bỏ chạy đi à? Thấy tướng đến bị đánh mà bỏ chạy à? Mấy thằng hèn. Nhìn thấy tướng bị quay tròn này mà dám bỏ chạy. Rồi, morale tụt ầm ầm. Chém nó thì chắc không chém được, nhưng mà tụt morale của nó xuống thì nó chạy. Thằng mất dạy này không chịu quay lại giúp tướng à? Cái nhỉ? Cái quay này mà... nó vẫn đánh được. Odysseus chạy rồi, đâu lâu rồi, xong. Victory is close enough to taste. Hai thằng khổng lồ nó chém chết nhiều quân mình thế. Lính của nó đánh chất ấy, chẳng qua là nó mình thương vong, mình bị thương, nó thương vong rồi. Thằng Odysseus thì hai lần nó đến nó đánh mình rồi. Hector của thành Troy. Mày này, thằng Odysseus mất dạy.
Nó vác nhiều quân sang quá. Cả thằng kia nó sang nó đòi vợ ở nơi rồi. Chiếm lại ngay đây này, chết tôi rồi. Chưa kịp mua quân xuống. Bọn này bây giờ mạnh thế. Cái gì đây? Một món quà từ Lycia. Hỗ trợ của các vị thần này. Video nổi loạn đâu? Thành này á? Vùng này chưa xây cái công trình tăng trị an, khả năng nó nổi loạn. Thần Apollo cao này rồi, thôi từ từ chưa phải xây vội. Giảm thời gian xây dựng. Prince Hector. Đây rồi, cung xịn của cung xịn này. Mua quân nhanh xuống đây phòng thủ không lại vỡ mồm bây giờ. Nó vác quân hết xuống đây rồi. Đây này. That will never work. We will win. Mình chưa dám sát nhập ngay. Thằng đấy nó muốn sát nhập rồi mà. You have done a lot for your city. Nãy mình định sát nhập rồi nhưng mà mình chưa sát nhập được. Hai lượt nữa. Tuyển được ngựa. Ngựa thì không cần thiết lắm. Vác tạm mấy thằng này xuống đập nhau đã. Trong lúc chờ có đội quân mạnh hơn, vác tạm mấy thằng này xuống đi đập nhau. Không là tình hình dưới căng quá rồi.
Kể ra thì cứ mua mấy thằng quân nông dân rẻ rẻ cũng được rồi nhỉ. Thằng Hector. Lại có nổi loạn à? Companion of Ares. That's clear enough. Send them packing. Nhiều đất đai quá. Enslave them. Head out. Wise in war. Mình sát nhập vào mình có thêm một thằng tướng này nữa. Your triumph is assured. Tốc độ di chuyển. Kháng tên. Tăng Groperton. Happiness cho cái vùng đấy, Grow. Food. Thằng này toàn chủ yếu là tương hỗ trợ nhỉ. Trừ morale. Trừ giáp. Một kẻ thù. Tầm bắn chứ. Travel bonus. Cộng tiếp vào Ranger. Cho công thủ. Armor. Phòng thủ cận chiến. Còn 2 điểm nữa. Phòng thủ cận chiến cho tất cả các đơn vị. Tăng đam. Tốc độ di chuyển. Bổ sung cho mình thêm một thằng tướng nữa. Cấp 12. Một tướng ở trong thành. Heavy shock speed. Băn khoăn là bao nhiêu thằng cung cho ngủ ấy. 6 thằng thôi. Thế mấy thằng này đã dùng tạm. Tí tuyển mấy thằng xịn hơn. Hector of the Shimmering Hell. Thần với thánh ơi là thần thánh. Chết rồi, chúng nó đổ bộ hết quân lên đây rồi. That is beyond me. Cho quân ra đây giữ như đùa đâu.
Đấy, còn bây giờ đánh còn chưa được nhưng nói gì. Đánh còn chưa xong. Nó cũng... À, nó có nhiều cung phết này. Mà ăn chắc ăn được. Có nhiều cổng vào phết nhỉ. Khá nhiều cổng vào. À, nó đi vào từ đây. Nhìn cái làng như cái trại chó ấy. Chưa biết nó đi đường nào. Cái này nếu nó có đi vào được thì sẽ bị thương vong rất nặng. Bọn này nó phơ mình liên tục này. Một thằng nó không vào. Thì bên kia là cánh của tướng nó đi vào. Your warriors have spotted hidden foes. Mấy thanh niên này lùi sâu đi. Your
Được rồi. Your hero is under attack. Hung thủ nó bắn cho thì tím mặt. One of your units has no more ammunition. Hết cả javelin này kìa. Bắt được rồi. Mày chạy đi đâu? Chạy hết. Xong rồi. Victory is close enough to taste. Đừng đùa. Đừng đùa với tớ. Tưởng mấy thằng Hy Lạp thế nào. Ô. Đến mệt nhỉ. Không auto được phải đánh tay. Nó còn có cả chariot cả. Rất nhiều quỷ đá.
Ồ, cái làng này vãi thế. Quân nó dài, dài tản mát thế nhỉ. Mấy thằng này phải cho đi lùa. Lùa mấy thằng ném lao nó. Thành chưa nâng cấp, bị chúng nó đập cho liên tục thế này. À nó đi cổng này vào, cổng này vào. Cho mấy người ra đây ạ. Rồi. Làm nào lừa phải ăn được cái đội đội Your hero is under attack. Lừa để bắt được cái đội quỷ đá của nó. Ôi ôi nó ném lao kìa. Được rồi. Đây rồi. Đừng có ngu đánh nhau với bọn này. Your warriors are losing heart. Lùi vào trong đi. Your warriors have been routed. Đây rồi. Cơ hội đến đây rồi. Kinh nhật.
đánh tan nát đội lính kiếm mình. Nhanh. You have lost a unit. Đây. Không để chúng nó thoát. Thế nào mà để nó lọt ra ngoài này. Thế nào mà để nó lọt ra ngoài thế này. Đám này sắp xong rồi. Ra hỗ trợ tướng đi, khẩn trương. Chạy lốt. Rồi, xuống đây. Your warriors are rallying. Tắt cái này đi nhá. Không, nó cứ đứng lại. Đánh cho nó thôi. Đâu lâu rồi. Ô, tướng lùi ra. Tướng mình sắp hẹo rồi. Cung của mình hết tên rồi, còn mỗi quẩy đá thôi. Chạy rồi, tướng địch đã chạy rồi. Chạy rồi thì đập. Chưa kéo đầu lâu cả. Giỏi thế. Chưa kéo đầu lâu cả. Mấy thằng cung tên của mình bắn hết tên vào đi đập nhau. Máu nhỉ.
Chưa thắng được à? Chạy nhanh. Úi dồi, tướng bị lính cung nó đuổi rồi. Tướng chạy phát là quân chạy lốt mà. Tưởng chúng mày thế nào? Đội cung của mình chơi tởm thật. Còn 6 thằng đấy, hợp nhất. Ôi ôi, tha cho anh một vài lượt đi. Đánh suốt thế này thì sống làm sao được. Vãi cả các chú. Bệnh đánh không cho nghỉ ngơi một tí nào. Nên chịu nó. Đánh mình té tua này. Your hero is under attack. Mình nó chạy rồi.
Your warriors are losing heart. Bình tĩnh. Đứng vào nhau là lại bị kẹt. Warriors have been routed. Thằng tướng của nó cứ chạy lung nham nhông nhỉ. Xong rồi. Thy Ares, your warriors are rallying. Chạy rồi, tướng đầu lâu rồi thì quân chạy hết rồi. Victory is close enough to taste. Cho nó chết bớt đã. Rồi. Cứ để cung mình bắn một tí đã. One of your units has no more ammunition. Rồi. Mày. Mẹ nó cứ chơi công mình này. Mà nó chuẩn bị tấn công lên phía bắc kìa. Ô. Paris. Cho tận quân sang bên này. Phía bên trên kia lại có quân địch. Liên minh của mình đang bị yếu quá. Thằng mất dậy nào đây. Mấy thằng thần thánh lại nổi giận rồi. Tầm bắn cho Javelin. Hết ta công. Bút cho thần Athera đã.
Apollo vẫn ở mức này là được rồi. Thấy chúng nó đâu đó, chúng nó đi xuống dưới này rồi mà. Chỗ này có quân của nó chưa nhỉ? Prince Hector. Bolster the defenses. Check the perimeter. Mua mấy thằng quân vệ. In Troy's defense. Protect this settlement. Thần Hera. Mấy thằng thần mất dạy này nữa. Lại phá nhà mình. Hector of the Shimmering Hell. Nói cho Hector sau đây thủ là sắn đét. Chúng nó không ăn được nữa. Lại đến mùa xin đều rồi. If Hector insists, we can talk. Hector of the Shimmering Helm. It is an honor. Lại đi xin đều. Ô, ông già này cho làm gỗ thế. Nó lại ngọt. I am sure we will both come out of this better off. Thằng này sao lại không xin đều được nhỉ? May your visit fulfill both our hopes. À, kinh quá. Xin được nhiều phết này. Nothing personal, but I'd prefer not to talk to him. No. I'd like to strike a deal with Troy. Có thể đồng minh được với thằng này. Điểm liêm sỉ của mình được cộng màu xanh là tốt rồi. Chúng ta hạng 4 server à? This is a good time to talk. Con này khá nhiều đá. Ôi, một cái liên minh của chúng ta bị đánh. Troy's words should be heeded. Hết gỗ. Liên minh. This may improve both our situations. Căng thật. Nó đánh cho mình ở khắp mặt trận này. Liên minh của mình yếu quá, liên minh thành Troy này bị phe Hy Lạp nó đổ bộ lên, nó đánh kinh quá. À, được, mấy thằng này thì mình phải tăng điểm liêm sỉ nó. Nó đang chiến tranh với bọn Hy Lạp kìa. Được, thằng này chiến tranh đấy.
You are said to be a man of honor, Hector. No. Troy must be getting desperate. Rồi. Hoàn thành nhiệm vụ phòng thủ Azeroth. Cộng 150 điểm hài lòng. Paris. Phòng thủ ở Paris. Hay quá. Cộng 20 điểm ngoại giao. Cái này đi. Phòng thủ Paris Troy. Ôi, liên minh của chúng ta đang bị đàn tấn công vỡ đầu rồi này. Làm sao mà tấn công lại chúng nó được? Battle warms the blood. I offer honey and oil for your favor. Xin thần hỗ trợ cho tí. I'll break the enemy. Ê, gan Spearman. Không cần. Cho thằng dưới này đi. Ngoài kinh quá. I always have a plan. Undaunted. Hector cấp 25. Còn nhiều điểm chứ cả. Phòng thủ cho lính kiếm. Phòng thủ khi vây thành. Còn 2 điểm nữa. Riku Hero cộng 1. Riku Agen cộng 5. Cộng 50 damage khi ambush. Rồi, Hector của thằng Troy. I fight for my city, true of heart. Qua Việt. It will be epic. Cấp 6. Cứ để đấy. Fighting fit. Hold up a moment. Thần Athena, thần Apollo. Quan trọng nhất thần Athena, thần Apollo. Ôi, cho nó lại đổ bộ lên bờ biển của mình.
Đến mệt bọn này. Nuvo Piran, Joy Confession. Joy Confession, Hector. Ơ? Paris. What the hell? Chúng ta trở thành hoàng tử Thành Troy và chúng ta đã kiểm soát được luôn Thành Troy rồi. Thằng Paris nó cũng gia nhập quân đội của mình luôn à? Ôi, tình hình căng rồi. Awaiting orders. I serve without question. Ôi, thanh niên này chất vãi lúa này. Ôi, patience. I keep the rituals. Across the waves. Those who oppose me meet Hades. My work requires a strong. Ô về nhà đi em ơi. This is beyond even my talents. Paris cấp 10. Ô mình bị âm lương thực vãi luyện rồi. Thành Troy đã sát nhập vào mình. Mình đi cử và mình đã được xưng đế rồi. Mà bây giờ được sự ủng hộ của Hector. Căng nhỉ? Có chariot này. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.